Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%, gió nhẹ. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ tới. Thưa quý vị, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, độ mặn tại các sông trên địa bàn tỉnh duy trì ở mức cao. Theo đó, ở trạm Cầu Nổi trên sông Dàm Cỏ, dự báo độ mặn đo được cao nhất khi cách cửa sông 20 km là 12,9 gram trên lít. Ở trạm Bến Lức trên sông Dàm Cỏ Đông cách cửa sông 67 km, độ mặn cao nhất đo được là 2,9 gram trên lít. Còn ở trạm Tân An trên sông Dàm Cỏ Tây cách cửa sông 80 km, độ mặn cao nhất là 1,5 gram trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 60 km ở Dàm Cỏ Tây thuộc xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành và xã Đức Tân của huyện Tân Trụ, hơn 67 km ở sông Dàm Cỏ Đông, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 85 km ở Dàm Cỏ Tây thuộc xã Lợi Bình Nhơn của thành phố Tân An và hơn 90 km ở sông Dàm Cỏ Đông, Hữu Thành, Đức Hòa. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, tức đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng áp cao lạnh tiếp tục tăng cường sâu hơn xuống khu vực Trung Bộ sau di chuyển ra phía Đông Nam Trung Quốc và có cường độ yếu dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục dắt qua khu vực Trung Trung Bộ hoạt động ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Ở khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.